Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 3,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến 6 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản có thể đạt trên 4,4 tỷ đô la Mỹ. 4 thị trường lớn nhất nhập khẩu thủy sản Việt Nam là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và EU. Từ đầu năm, chỉ thị trường Hoa Kỳ có dấu hiệu tích cực với mức tăng trưởng 7%, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản và EU tương đương cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng nhẹ. Xuất khẩu thủy sản dần phục hồi tại nhiều thị trường. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng, tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với một số mặt hàng đang là vướng mắc cần sớm giải quyết. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 184 về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025. Chỉ tiêu kế hoạch đặt ra là phấn đấu hình thành 10.000 doanh nghiệp công nghệ số và 10 nhóm sản phẩm công nghệ số là sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội. Đồng thời thành lập được 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ số, có khả năng cung cấp ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, phục vụ cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của thành phố. Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7, hôm nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật công chứng sửa đổi và thảo luận tại tổ về các nội dung cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn theo nghị quyết số 135 ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội khóa 14. Trong phiên làm việc buổi sáng, cho ý kiến về dự thảo luật công chứng sửa đổi, các quy định về việc mở rộng thẩm quyền cho công chứng viên trong giao dịch bất động sản, đồng thời cần quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của người phiên dịch đối với nội dung bản dịch là những nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Điều 41 dự thảo luật quy định, công chứng viên được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi đơn vị hành chính cấp tỉnh, nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ một số trường hợp nhất định. Nội dung này được kế thừa từ luật công chứng năm 2014 đang có hiệu lực. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần cân nhắc kỹ quy định này. Tôi đề nghị cân nhắc đối với đề xuất mở rộng phạm vi các giao dịch về bất động sản được công chứng không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Đây là mục tiêu chúng ta hướng đến, nhưng nếu quy định ngay trong giai đoạn hiện nay là hết sức nguy hiểm, chưa phù hợp với thực trạng hiện nay của nước ta, bởi lẽ việc xây dựng cơ sở dữ liệu về bất động sản hiện nay mới đang bắt đầu ở một số địa phương, sự liên thông cũng mới chỉ bắt đầu. Tính chính xác của số liệu và thông tin liên quan cần có quá trình hoàn thiện. Về các quy định liên quan tới tính chính xác của bản dịch, một số ý kiến cho rằng, theo tờ trình của Chính phủ, việc chứng nhận bản dịch không còn thuộc phạm vi hoạt động công chứng. Tuy nhiên, công chứng viên vẫn được giao chứng nhận bản dịch bằng hình thức chứng thực chữ ký của người dịch. Vì vậy, cần phải quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của người dịch đối với nội dung bản dịch. Dự thảo luật không quy định việc chứng nhận tính chính xác, hợp pháp của bản dịch thuộc phạm vi hoạt động công chứng như luật công chứng hiện hành, mà chỉ quy định việc công chứng viên chứng thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật về chứng thực. Tôi cho rằng quy định này bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu chứng thực bản dịch. Tuy nhiên, tôi đề nghị rà soát để quy định rõ trách nhiệm của người phiên dịch đối với tính xác thực và hợp pháp của nội dung bản dịch. Về thẻ công chứng viên tại Điều 36 quy định, công chứng viên chỉ được hành nghề công chứng sau khi được Sở Tư pháp cấp thẻ công chứng và phải xuất trình thẻ công chứng viên khi hành nghề. Để phù hợp hơn với thực tiễn cũng như tác phong làm việc, có ý kiến đề nghị quy định công chứng viên phải đeo thẻ khi hành nghề thay vì quy định phải xuất trình thẻ công chứng viên. Cũng trong sáng nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Thưa quý vị và các bạn, quy định cấm xe tự chế 3-4 bánh đã có từ lâu. Nhiều địa phương cũng đề xuất thu hồi, cấm loại phương tiện này hoạt động, nhưng đến nay vẫn không thực hiện được vì nhiều lý do. Hàng ngày, xe 3-4 bánh và các loại xe tự chế vẫn vô tư đi lại trên các tuyến đường, trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông, gây ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Sẽ cần có lộ trình để xử lý triệt để tình trạng này như thế nào? Ghi nhận của truyền hình VOV. Công cành luôn lách trên mọi tuyến phố. Giá thành vận chuyển rẻ, cần là có. Những chiếc xe 3 bánh như thế này đang trở thành dịch vụ quen thuộc của không ít người dân khi có nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng, cũng chính điều này lại đang tiềm ẩn không ít nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Gây tai nạn cho người dân thêm, dẹp một cách triệt để.
không thể để lưu thông như này được, vừa gây tắc đường vừa gây mất an toàn giao thông. Xe mất an toàn, nó ảnh hưởng đến giao thông rất nhiều. Nhìn thấy cũng có rất nhiều xe đi cồng kềnh, nó không đảm bảo giao thông. Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, trên đường phố, một số người điều khiển xe ba bánh tự chế đã giả danh xe dành cho đối tượng chính sách là thương binh, cố tình lạng lách đánh võng. Nhiều trường hợp chở sắt, thép, vật liệu xây dựng cồng kềnh không che chắn, gây phản cảm và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã có nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra liên quan đến phương tiện này. Khó khăn cho lực lượng chức năng, ví dụ như là điển hình là người vi phạm đã không hợp tác với tổ công tác, gây khó dễ và kéo dài thời gian xử lý vi phạm. Tuy nhiên thì là lực lượng chức năng cũng đã có những cái biện pháp để mạnh cái công tác và xử lý những cái xe ba bánh tự gióng tự chế rồi chở hàng hóa cồng kềnh. Theo số liệu thống kê, Hà Nội có khoảng 4.000 xe ba bánh tự chế hoạt động, nhưng lại chỉ có 2.000 thương binh bệnh binh và không phải tất cả trong số này đều sở hữu và sử dụng xe ba bánh. Đáng chú ý, trong số hàng nghìn phương tiện đang hoạt động, chỉ có khoảng 30 phương tiện được cấp phép hoạt động. Phải có những cái cơ chế, phải có những cái tiêu chuẩn, ví dụ trường hợp nào cho hoạt động, trường hợp nào không cho hoạt động, trên cơ sở tiêu chuẩn đó để mà loại ra những cái hành không đúng hợp lý và có thể là cho một cái tỷ lệ rất thấp những cái phương tiện của thương binh thật hoạt động thôi. Cơ quan quản lý nhà nước về phương tiện giao thông vận tải cũng như trật tự an toàn giao thông cần phải gọi là nghiên cứu, phân loại và xử lý một cách làm sao cho nó nhân văn và nghiêm để cho những người đúng là thương binh họ có phương tiện để họ sống và họ gọi là cống hiến tiếp cho gia đình của họ cũng như là có đóng góp cho xã hội. Còn những trường hợp mà không phải là thương binh thì mình cũng cần phải sàng lọc và giải quyết làm sao cho nó triệt để. Hiện nay, số lượng xe tự chế, xe 3-4 bánh trong cả nước vẫn còn lớn. Vì thế, nếu cấm hoàn toàn loại phương tiện này ngay lập tức cũng gây nhiều khó khăn cho người dân. Điều này đòi hỏi các địa phương cần tính toán lộ trình cụ thể. Về lâu dài, việc tiến tới xử lý dứt điểm và cấm hoàn toàn loại phương tiện này ở các đô thị lớn là phù hợp với thực tiễn. Số người thiệt mạng trong vụ cháy nhà máy sản xuất pin lithium vào hôm qua tại thành phố Hoa Sông, Hàn Quốc đã tăng lên con số 22, trong đó hầu hết là công nhân mang quốc tịch Trung Quốc. Toàn bộ 35.000 viên pin lithium trong xưởng sản xuất của nhà máy được cho là đã phát nổ và thiêu rụi hoàn toàn nhà máy này. Theo đó, hầu hết những người thiệt mạng được xác nhận tìm thấy trên tầng 2 của nhà xưởng, nơi thuộc quy trình kiểm tra và đóng gói pin lithium tại nhà máy. Chính quyền địa phương xác nhận, mặc dù khu vực xảy ra hỏa hoạn có cầu thang thoát hiểm, nhưng các nạn nhân đã không thể thoát ra bên ngoài. Nhiều khả năng các nạn nhân đã bị ngộ độc khí rất nhanh sau khi đám cháy lan rộng mất kiểm soát. Theo các quan chức địa phương, hầu hết công nhân nước ngoài thiệt mạng đều là những người làm việc thời vụ, chưa quen với cấu trúc của tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa đã phải mất tới 6 giờ để có thể dập tắt đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa được làm rõ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đến hiện trường xảy ra vụ việc. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc yêu cầu các cơ quan chức năng mở cuộc điều tra toàn diện về vụ việc, nguyên nhân xảy ra cũng như các biện pháp ngăn chặn tái diễn các sự cố tương tự. Phản ứng trước gói trừng phạt mới của Liên minh châu Âu EU nhằm vào Nga, Bộ Ngoại giao Nga hôm qua khẳng định bất kỳ hành động không thân thiện nào của phương Tây sẽ gặp phải phản ứng cần thiết. Bộ Ngoại giao Nga gọi các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp và cho biết đã mở rộng đáng kể danh sách đen những người bị cấm nhập cảnh vào Nga. Trước đó, các nước Liên minh châu Âu EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 14 đối với Nga nhằm mục đích lấp một số lỗ hổng và lần đầu tiên đánh vào hoạt động xuất khẩu khí đốt của Nga. Gói trừng phạt thứ 14 của EU đối với Nga bao gồm lệnh cấm các công ty xuất khẩu khí đốt từ Nga sử dụng các cảng của khối để chuyển khí đốt giữa các tàu chở dầu lớn và các tàu nhỏ hơn dành cho các nước thứ ba, nhưng không có lệnh cấm hoàn toàn đối với các quốc gia EU mua nhiên liệu. Đây cũng là lần đầu tiên Liên minh châu Âu ban hành lệnh trừng phạt đối với nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng, loại hàng hóa mà một số quốc gia thành viên của khối vẫn tiếp tục mua từ Nga, bất chấp cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba.